của nông trại Tam Nông nha. Đây có vàng hoa giấy rất là đẹp. Ở đây đường của mình có thể đi ô tô vào đây rất là thoải mái nè. Đó, lên Google Maps mọi người có thể tìm đường tới đây nha. Đây là em chó. Rồi vô chụp tấm hình nào. Đây là nông Tam Nông Farm ở quận 12 nha mọi người. Ở đây có thông tin nè. Địa chỉ là tổ 33 khu phố 2 phường Thạnh Xuân quận 12. Có số điện thoại và pay ha. Đây, hôm nay nhà mình sẽ có một chuyến phiêu lưu ở trang trại Tam Nông. À, đây là ở quận 12 nha mọi người. À, bây giờ mình sẽ đi tham quan chuồng dê. Đây anh bạn nhỏ nè. Ôi, thấy tôm nó tới nó mừng quá kìa. Ê, đây là dê à, nuôi kèm với lại chim bồ câu. À, hôm nay là cuối tuần nên là dẫn các bạn nhỏ đi tham quan này. Sẽ có một ngày trải nghiệm về vùng quê. Mấy bạn dê thấy người tới ra không có chờ ăn nè. Để lấy đồ ăn để cho dê ăn nha. Đây là cỏ người ta để sẵn đây cho khách tới tự lấy cho dê ăn nè. Người có thể là trải nghiệm qua đêm ở đây. Rồi mình có những cái chòi như thế này cho khách nghỉ nữa nè. Hôm tay rất là dễ thương nha. Đấy, ở đây có rất là nhiều hôm tay cho mọi người lựa chọn nha. Cái phòng rất là mộc mạc, đơn giản, rất là dễ thương. Đó, có cái lối đi vô, có nhà vệ sinh riêng nữa. Không quê nha, tắm lộ thiên. Đây là cối xay gạo, cối xay lúa. Bây giờ vô tay tôm nha. Ôi ôi đúng chất luôn. Tôm đâu? Đừng có ăn vậy. Trò gì? À, tôm chơi cái nhỏ bên kia hả? Thôi ghê quá. Ai chơi ai vậy nào? Có. Rồi, coi chừng nha. Con nhìn đường á. Đó. Mấy bạn nhỏ mà ở thành phố là đi ở đây là rất là thích. Được hòa mình với thiên nhiên này. Được leo, được trèo, được hái, được săn bắt, được lượm đủ các kiểu. Ở trên đây thì mình nhìn ra phía đằng xa thấy vườn cây ăn quả. Chị lấy cái bao rồi hả?
Con bao lấy cái bao rồi. Ăn, ăn cái hột đúng không? Ừ, ăn ăn nhấm 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 thôi. Nhỏ ngọt nước chua chua mà. Cái gì đâu? Hột hột cái cứng to quá. Ừ, ngọt ngọt chua chua. Đâu trong quay thế nào? Đâu bắt đâu nào? Bắt đâu nào? Giống như chanh dây nè. Đây là trái chùm bao. Bạn nào mà ở quê mà nhất là quê miền Đông Nam Bộ thì sẽ biết trái này. Rồi, ăn đi. Chùm bao chị lấy cái bao rồi. Đi tại vì để có cái bao như nào ấy. À, cái... Ôi trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Có đụng đó. Ôi trời ơi. Rồi xi đu đi con, dựng quốc dựng cho. Thích đi cầu dây. Ừ. Su ơi nhanh lên. Su em đứng đây đợi chị qua cho. Mà ở Su. Mà tự chơi á. Mình kéo dây mình bỏ trước mặt mình về nè nha. Kéo chị đi xuống đi. Xuống đi. Con kêu đi lên không chịu lên kìa. Con ngồi cho nó thẳng. Lên đi mà. À là không con cứ đừng rút vào nhà xuống chứ. Thôi giờ được chưa? Anh nhét luôn. Qua chân lên đi. Qua chân lên luôn. Qua chân này lên. Hai chân một lần. Chân này luôn. Đừng có sợ, đừng có sợ. Hai ba. Không có bệnh gì thôi. Được chưa? Qua bắt bu này nha. Nè. Có thực đơn mọi người nước uống à, vì không quê nên chỉ có món gà ngỗng như là bột câu thôi. Cá thì có cá dưa hồng. Đây sẽ có giá nha. Xoài 10.000 quả, cam, chuối, tất cả đều là rau củ hữu cơ hết nhà trồng nha. Đây, dừa rồi bắp 7.000 một quả, bánh giò rồi mít, tất cả đều là rau củ nhà trồng đồ hữu cơ hết nha mọi người. Tôi nhắc lại công việc này, nhà nông chiều hôm nay các bạn nhắc thêm việc gì nào, bạn nào nhắc nào, bạn nào nhắc nào từ đến chiều còn những việc gì nào, nhập trứng này, bắt cá này, bắt ốc này, bắt cha dê này, rau này, ông đang hỏi kìa nữa. Con có đi dạo. Cho một câu ăn. Một câu ăn đúng rồi, chính xác. Hay quá. Rồi. Về ông dặn. Rồi bây giờ thả xuống nha. Sống chứ. Sống nó bơi nó cứ đổ hết luôn ơi chú. Đổ hết nó chờ chờ vô chỗ vậy. Đi đi ông ơi. Cái này hơi bị khó à. Chụp xuống. Rồi cá rất là bự, cái này nước vui rất là ngon nha. Hai cu rồi, hai cu nha, hai bên chúng ta sang hai bên nha. Rồi cá không bạn. Sao cực vậy, con cá sẵn để ấy luôn. Rồi mình lao xuống đây chụp hình bắt cả nha. Ồ bên này cũng có nữa. Đây là mình đứng đây. Rồi cho tụi con bắt nha. Đó. Cho bà coi, bà bắt thân cái cho con coi kìa. Đó. Tuyệt vời quá. Bà Chính giỏi quá. Hoan hô bà Chính. Sắc cả lắm. Bây giờ đứng dậy. Đi câu cá dính nhiều cá mà. Bây giờ là giờ trưa. Ở đây mình sẽ order đồ ăn. Sẽ có gà và cá, món ăn đồng quê. Gà thì mình sẽ nhờ quán ướp cho mình trước. Nếu mình đi chơi tham quan mà mình khi nào mình ăn thì mình chỉ kêu người ta mang lên cho mình thôi. Gà ở đây là người ta nuôi luôn nha. Gà đang ngủ nè. Ngủ. Đây là cái chòi này là mình gia đình mình thuê là 150.000. Chào đón. Anh chào ơi.
Ngoài ra thì sẽ có món lẩu cá diêu hồng. Rau ở đây cũng là rau, toàn bộ là rau trồng, rau hữu cơ hết nè. Rau sạch nha. Rau luộc. Đây là rau luộc, à, rau dền, các loại rau, rau thập cẩm, chấm nước mắm kho quẹt. Đây. Ngoài ra có trứng chiên, trứng luộc, rất là nhiều. Đây là menu nè. Cái này là menu bảng giá nè. Để bé vào cổng chọn gói thức ăn nè. Gà 250.000 một ký, luộc hấp lẩu nướng, muốn ăn kiểu nào thì dặn quán làm nè. Đấy, ngoài ra có trái cây, có thực phẩm bán mít chuối, ai muốn mua gì mua nè. Rồi từ đầu 2 3 2 3 vô, không ai vô, quay sao mà quay cho mình đâu.